Người lớn có thể bị mắc bệnh ho gà như trẻ em hay không? Những cái biến chứng của ho gà đó thì thưa với các anh chị rằng là trong những cái trường hợp mà nếu mà không điều trị thì nó có thể đưa đến những cái trường hợp như là viêm phổi chẳng hạn, đứa trẻ mất nước, khó thở, rồi nó có thể đưa đến tử vong do cái cơn ngưng hô hấp, thiếu oxy và đứa trẻ tử vong. Còn người lớn thì có ho gà hay không? Người lớn, thanh thiếu niên và người lớn vẫn có ho gà. Cái ho gà của người lớn nó không có điển hình như là ho gà của trẻ em. Đôi khi người ta không biết đó là ho gà mà là những cái cơn ho dai dẳng kéo dài có khi đến cả trăm ngày. Những cái người đó họ sẽ ăn uống kém nè, họ có thể biến chứng làm cái rối loạn đi tiểu, rồi đồng thời nữa rằng là họ có thể ho nhiều gây ra những cái gãy xương sườn chẳng hạn. Thành ra bây giờ hỏi rằng là ho gà có ở trẻ em hay là ho gà ở người lớn thì thưa với các anh chị, đây là một cái bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường hô hấp, thì trẻ em hay người lớn đều cũng có khả năng mắc bệnh. Một điều may mắn là chúng ta đã có vaccine phòng ho gà.